Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, hình ảnh về những người lính quân hàm xanh đã trở nên thân thuộc, là chỗ dựa vững chắc cho người dân vùng biển Kim Sơn. Các chú biên phòng với gia đình tôi đây thì đúng như anh em trong nhà vậy. Nếu như mà thiếu thốn cái gì vào là cũng có nhiệt tình với tất cả mọi người, chứ không riêng những gia đình nhà tôi. Đó là tình cảm của bà con ngư dân vùng biển Kim Sơn dành cho những người lính biên phòng. Trước đây, nơi này thường xuyên xảy ra tranh chấp khu vực nuôi trồng thủy hải sản. Tuy nhiên, từ khi có lực lượng biên phòng đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết, xử lý các vụ việc xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cồn nổi. Hiện nay có hơn 140 lều chòi với 400 lao động nuôi trồng thủy sản trên diện tích hơn 3.000 hecta. Mình cũng làm ở ngoài này được 12-13 năm rồi. Mới đầu sang đây làm thì cái an ninh trật tự ấy thì nó bị đảo lộn lắm. Anh em nhiều khi nó tranh chấp tiêu về nấn nát này kia, nhưng mà từ khi được các anh bộ đội biên phòng anh ý động viên này, kiểm soát này, với lại là dẫn dắt anh em thì từ đấy đến giờ là mọi thứ cũng được ổn định. Và cũng rất cảm ơn các anh ý, nhờ cái tuyên truyền các anh rất là tốt ạ. Đặc biệt là từ khi con đường dài 6 km nối đất liền với cồn nổi cùng hệ thống đường điện phục vụ nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hoàn thành và đưa vào sử dụng đã làm thay đổi cuộc sống nơi đây. Từ ngày có cái đường này đến bây giờ thì cuộc sống thì nó thay đổi hẳn lên. Ví dụ như gia đình tôi làm được con tôm con cá thì xong lúc nào là tôi về lúc đấy. Về một cái thì nó đang còn tươi thì bán, ví dụ như ướp đá thì nó được 5 đồng nhưng mà bán tươi thì nó được 10 đồng. Không riêng những gia đình tôi mà tất cả mọi người là ai cũng mừng mà ai cũng phấn khởi. Mỗi cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đều phải làm tốt công tác vận động quần chúng, có nghĩa là chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, thường xuyên tìm hiểu và phải tìm hiểu sâu mỗi cái ngành nghề hoạt động của ngư dân và người dân nuôi trồng thủy hải sản. Từ đó thì có thể giúp đỡ bà con dân phát triển kinh tế ở từng khu vực, từng giai đoạn. Chúng tôi quản lý ở đây là bà con nuôi ngao là chính, những sản lượng những năm gần đây là đạt tỷ lệ rất cao, mỗi năm vài nghìn tấn ngao. Gắn bó chặt chẽ với nhân dân, từ chỗ tin yêu, người dân đã cùng bộ đội biên phòng làm tốt công tác tôn giáo, bảo vệ an ninh biên giới, góp phần xây dựng nền quốc phòng, biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Và trước biển, những người lính biên phòng vẫn luôn là hình ảnh thân thuộc, là chỗ dựa vững chắc cho người dân nơi đây, vươn khơi, bám biển.